Kết quả U22 Singapore 1-3 U22 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng. Đã có lúc gặp những khó khăn nhưng U22 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu 3 điểm trước U22 Singapore. Chiến thắng 3-1 ở trận này giúp thầy trò huấn luyện viên Philip Trucci tạm thời leo lên ngôi đầu bảng B sau 2 trận toàn thắng. Bàn thắng U22 Singapore, Tiến Long, 93, đá phản U22 Việt Nam, Văn Tùng, 35, Thái Sơn, 43, Y Hàng, 80, đá phản. Sự điều chỉnh hợp lý. So với trận thắng U22 Lào, huấn luyện viên Philip Trucci đã có 2 sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Theo đó, Quang Thịnh thay Duy Cương đá ở trung tâm của hàng phòng ngự 3 người trong lúc ở tuyến giữa, Nhật Nam thay Văn Cường để đá vị trí tiền vệ trung tâm, đẩy Đức Phú ra bám biên phải. U22 Việt Nam nhập cuộc với sự hứng khởi rất lớn. Ngay phút thứ 3, Đức Phú đem đến hy vọng sớm có bàn thắng cho đội nhà bằng pha dứt điểm chéo góc khá hiểm, khiến thủ môn Yazid bên phía U22 Singapore bắt bóng không dính nhưng một đồng đội đã kịp bọc lót để phá bóng trước khung thành trống. So với thất bại trước U22 Thái Lan, U22 Singapore đã thay đổi hơn một nửa đội hình. Đối thủ chủ trương chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh nhờ tốc độ và thể lực của tiền đạo cắm Rashid. Phải thừa nhận rằng, hàng thủ nhiều tầng của U22 Singapore đã khiến U22 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn sau đó. Các pha hãm thành, bóng ngắn không thể xuyên thủng chiếc xe Burks nhiều tầng với ngay cả đầu tàu, Rashid cũng phải lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Không thể xuyên phá được khung thành bằng lối đánh sở trường, U22 Việt Nam sử dụng các đường xẻ biên, bóng bổng để hy vọng tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, những miếng đánh này càng bế tắc trước sở trường không chiến của U22 Singapore. Khi không thể tìm được mảnh lưới đối thủ, U22 Việt Nam phải thay đổi phương án tiếp cận khung thành U22 Singapore bằng cách giảm nhịp độ tấn công nhằm kéo giãn đội hình của đối phương. Đồng thời, huấn luyện viên Philip Trucci thực hiện thay người sau khi Nhật Nam chơi không hiệu quả ở tuyến giữa. Văn Cường được sử dụng khi Nhật Nam chơi không hiệu quả. Những điều chỉnh này giúp U22 Việt Nam ngay lập tức phát huy hiệu quả. Hàng thủ dâng cao, U22 Singapore đã để lộ ra những khoảng trống để đoàn quân của ông Philip Trucci khai thác thành công. Từ đường chuyền của đồng đội sau pha phản công ở phút 35, Văn Đô dùng tốc độ đi bóng trước khi chuyền ra biên trái để Văn Tùng tung cú dứt điểm chính xác, 1-0 cho U22 Việt Nam. Giải tỏa được tâm lý sau bàn thắng khai thông thế bế tắc, U22 Việt Nam chơi thanh thoát hơn sau đó. Bằng một pha tổ chức hãm thành bài bản ở phút 43, Thái Sơn có bóng trước vòng cấm của U22 Singapore rồi tung cú sút bật chân hậu vệ đối phương, làm đổi hướng đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Suýt trả giá vì sai lầm. Tổ chức phòng ngự tốt nhưng sau khi dẫn hai bàn, U22 Việt Nam đã xảy ra một số sai sót. Đầu tiên là tình huống chuyền ngang của Văn Đô tạo đường tấn công thuận lợi cho U22 Singapore nhưng rất may là cú sút của Rashid lại đưa bóng bật khung thành U22 Việt Nam ở cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, hàng thủ lỏng lẻo để Dông Liêm thoát xuống trống trải dứt điểm ở khoảng cách 5m nhưng đưa bóng vọt xa. Phút 58, thủ môn Văn Chuẩn ra không dứt khoát để Rashid tung cú dứt điểm về phía khung thành. Rất may, Tiến Long đã lùi về để kịp giải nguy. Dù có sai sót nhưng U22 Việt Nam vẫn hưởng niềm vui trọn vẹn. Tuy để đối phương liên tiếp có những cơ hội để ghi bàn nhưng U22 Việt Nam vẫn nắm quyền kiểm soát trên sân. Huấn luyện viên Philip Trucci cũng liên tục có những điều chỉnh về nhân sự qua đó, giúp cho U22 Việt Nam duy trì nhịp độ trận đấu tốt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Quốc Việt, Văn Trường, Văn Khang đều có dịp để ghi bàn thắng nhưng không thành công trong các pha dứt điểm. Dẫu vậy, đoàn quân của ông thầy người Pháp cũng có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau khi Văn Khang căng ngang, khiến Y Hàng lúng túng đá phản lưới nhà ở phút 80. Ở phút bù giờ, trung vệ Tiến Long bất cẩn phá bóng, đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà, giúp U22 Singapore có bàn gỡ danh dự. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, U22 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đội hình thi đấu: U22 Singapore, Yazid, Siwut, Maradu, Yungteo, Abdullah, Dòng Lim, Mansawi, 76, Fajiko, Akil Yazid, Ihan, 46, Gallagher, Ramat, Rashid Eken. U22 Việt Nam, Văn Chuẩn, Quang Thịnh, Tiến Long, Tuấn Tài, Nhật Nam, Văn Cường, 25,
Đức Phú, Thái Sơn, Minh Trọng, Công Đến, 83, Thanh Nhàn, Văn Khang, 59, Văn Tùng, Văn Trường, 59, Văn Đô, Quốc Việt, 46.